Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mứt dừa sữa ha. Các bạn này cũng cần có dừa nè, dừa chúng ta mua dừa mềm mềm vậy nè các bạn, mỏng cơm thay vậy nè là nó mới là dẻo hết các bạn đó, càng mỏng nó càng ngon các bạn. Cái này mình làm ăn thôi chứ mình không có bán buôn gì đâu, mình làm có dừa mình mua về uống, nó thấy dừa nó vừa ăn quá. Mình đi làm mứt nè, giờ mình sắt rửa sạch, thế mình gọt cái màu bìa bìa này nè ra các bạn, tại vì nó có mủ á, mình không gọt ra nữa cái mứt mình bị đen. Rồi đó mình gọt trắng tươi vậy luôn ha, mình cạy ra xong mình gọt, gọt xong mình sắt sợi, sắt sợi sợi tùy theo thích của mình đi ha, sắt dày mỏng vậy đó, thôi mình muốn ăn dày mỏng vậy tùy. Sau đó cái chúng ta mới là sắt cộng cộng vậy nè, sắt sợi sợi vậy nè. Rồi sau đó ta đi rửa nước cho nó ra ba cái chất mủ các bạn. Rồi cái mới là đi ướp đường vô ha, 1 ký dừa thì ướp nửa ký đường ha các bạn, với 2 muỗng canh sữa ha các bạn, sữa sữa đặc các bạn. Bạn để sữa nhiều thì nó béo thôi, nó cũng ngọt, nhưng mà các bạn nếu mà muốn ăn sữa nhiều nữa thì bớt đường lại ha, tại vì để sữa cho nó thơm thôi. Sữa có sữa thì nó lâu sơn lâu hơn là nước đường của mình. Rồi sắt vậy đi ha các bạn, dừa mình sau khi sắt xong rồi các bạn, giờ mình đi rửa ha, rửa nước 2-3 nước cho nó sạch đi, cái mình đi ướp đường cho mình cân cây được bao nhiêu. Rồi cái mình ướp đường vô cỡ nửa tiếng sau cái mình bắt chảo là mình sên ha, rất là lẹ nha các bạn, ướp đường nha. Còn sữa tới khi nào nó gần đặc cái gần khô của mình mới là bỏ sữa vô nha các bạn, mình bỏ trước là nó lâu lâu khô lắm á. Dừa mình sau khi rửa nè các bạn, 3-4 nước rồi nè, nó sạch rồi nè các bạn. Giờ mình để cho nó ráo nước đi nha, rồi cỡ 10 phút sau mình hả trộn đường vô ướp. Cái này là được nửa cái dừa nè các bạn. Bây giờ mình để cái nửa cái dừa thì 250 g đường rồi ngọt đó các bạn, với 2 muỗng sữa đi cho nó béo ngon nha. Chứ mình làm sữa không nó không có đặc đó các bạn. Nãy giờ nó cũng ráo nước các bạn, giờ bỏ đường vô đây mình ướp các bạn, xóc xóc nó lên cho nó thấm đường, hồi cái mứt dừa mình nó trong đó các bạn, rồi mình mới đi nó tan hết nước ra, mình mới bắt chảo lên mình sên các bạn. Rất là dễ làm, ăn rất là ngon, sạch sẽ nè các bạn, không có thuốc tẩy nữa. Mình làm nhà ăn thì nó không có được trắng như người ta, nhưng mà nó không có thuốc tẩy các bạn, người ta làm bán để thuốc tẩy nên nó mới trắng ha. Rồi nhà để đi, đi chút xíu mình cho các bạn coi. Giờ mình bắt cái chảo rồi mình đổ vô mình sơn nha các bạn, nhớ lúc đầu thì mình nhập lửa mạnh mạnh lên cho nó sôi nên việc là sôi được, cái khi nào nó kẹo lại thì mình mới bớt lửa xuống cho nó view view các bạn, cho nó trắng nó không có bị vàng nha. Rồi cái view giờ nãy giờ mình sơn rồi đó, cái nó kẹo 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 có chỉ cái này nó sẽ sôi lên một chút xíu nữa là mình xuống, rồi tới khi nào nó khô mình mới tắt lò. Lúc này là nó gần được thì người ta chế sữa vô, bỏ 2 muỗng canh sữa vô là được không các bạn. Mình chờ cho nó bong 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 trắng trắng lên nữa là mình tắt lò rồi kìa, tại vì nó không có, trên lò thì nó không có còn nóng, nó không có trắng, nó không có khô liền đâu, mình phải tắt lò một hồi nó mới là khô. Nhớ là trộn đều tay nha các bạn, mình lúc gần cạn mà mình không trộn đều tay là nó bị khét đó các bạn, nó dễ khét. Lúc này nó khô nước rồi nó đảo đều tay. Nhớ đảo đều tay và tắt bếp được nữa các bạn.
Dừa của ta trên xong rồi nè các bạn, nó rất là khô các bạn, nó rất là dẻo ngon các bạn, cái màu không có trắng tươi như của người ta ha, tại mình có bỏ sữa, nó cái màu sữa nó ngà ngà mà nó ngon các bạn, nó thơm. Còn người ta bán người ta bỏ thuốc tẩy cái gì nó trắng tươi à, cái màu nó không có ngon bằng của mình đâu. Giờ mình ăn thử một cọng các bạn coi ha, nó dẻo mà nó thơm các bạn. Mềm béo dẻo thơm ngon các bạn ơi, các bạn thử làm thử ăn đi. Đường cũng vừa ăn không ngọt quá các bạn, dừa nó dẻo dẻo ngon các bạn. Nó không có khô quá, không có mềm quá, ăn nó béo béo ngon quá. Rồi chúc các bạn thành công nha, bạn mua dừa về uống lựa giờ hơi cứng cạn chút là làm được các bạn, rất là ngon. Mình làm mua dừa về uống bỏ cái uổng quá, cái mình đi làm thử ngon quá.